Thưa quý vị, chiều qua sau khi trao tặng 20 chiếc xe đạp và 15 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Ninh, công ty Neovia Việt Nam đã thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà khác cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, công ty Neovia Việt Nam cùng 3 nhà đồng hành là các đại lý thức ăn chăn nuôi đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình là hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Đây là những hộ gia đình bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. Tuy giá trị phần quà không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên, khích lệ bà con vượt qua khó khăn trước mắt, chuẩn bị đón Tết cổ truyền thật ấm áp.